Rồi tiếp theo, sau khi mình học xong hết tất cả các bài rồi á, thì cơ bản mình nắm được cái phần quản trị trang web WordPress với Lastom, rồi mình nắm được cái phần thiết kế mấy cái trang thiết kế bay, thiết kế unit log để mình làm footer, rồi và mình cấu hình gửi mail, cấu hình những cái phần liên quan về chat và liên hệ, đăng bài, đăng sản phẩm nha. Rồi bài cuối cùng đây của cái phần này thì tôi sẽ dạy tiếp các bạn là mình cài công cụ để mà nén ảnh lại, nghĩa là cái ảnh của mình dung khi mà up lên nó sẽ nén lại dung lượng nhẹ nhất để cho khi website mình load lên nó nhanh. Thứ hai là cài công cụ để mà cap để cho khi website mình chạy nó nhanh hơn nha. Nhưng mà cái công cụ này nó tùy thuộc của website các bạn. Website các bạn rất là nhiều hình thì nó sẽ load lâu so với những cái website khác nha. Nhưng mà nó sẽ cải thiện hơn một chút xíu từ mà tùy theo tốc độ hosting và tốc độ server của các bạn nữa ha. Chứ không phải nó sẽ hiệu quả 100%, nó chỉ phụ thuộc vào nhiều thứ yếu tố. Rồi. Lót lâu là mình lót hay là khách tấm vô? Khách tấm vô lót mình thấy vậy nhanh, nhưng mà nó thật sự nó sẽ chưa nhanh lắm, phải không? Mình sẽ cài thêm một số công cụ như là nén ảnh và bộ nhớ kế sẽ lót nhanh. Lót nhanh. Chắc chắn sẽ load nhanh nha. Rồi bây giờ mình sẽ công cụ là Shotpixel này là mình phải mua, chắc chắn mình phải mua, có bản miễn phí nữa. Miễn phí thì nó chỉ nén cho mình một vài hình trên tháng thôi, chứ không có nén hết hình cho mình. Muốn mua nhiều, mua những cái gói khác để mà nó thể nén hình tốt hơn nha. Công cụ này thì nó có trên thư viện, mình lên đây mình cứ cần lên đây mình cài thôi. Mình cài mình mấy Shotpixel nè, nó có là $9 thì mình được nén là 10.000 MB nha. $19 mà bao nhiêu ha. Đó mình muốn xài. Trước nó có bản phi mà bây giờ nó không có bản phi hết ta. Phi nè. Phi thì mình được là 100 hình trên tháng, nén 100 hình tháng nha. $3 thì mình là 7.000 hình trên tháng, $3 trên tháng, mình tùy theo mình muốn xài cái gì xài. Cái đó mình cài vô để mình nén hình. Thì cài vô đơn giản thôi, mình vô thư viện, mình tìm mình cài vô thôi. Đó, giới thiệu cũ thôi. Cài vô, mình vô đây mình tìm, công cụ này mình tìm nó, mình cài vô. Ở đây tôi chưa không có mua công cụ này nên tôi cài bản free thôi. Đó. Này tôi có cài rồi, kích hoạt rồi luôn nha. Đó. Rồi, mời các bạn cài vô kích hoạt rồi mình đăng ký tài khoản từ cái trang Shopify này. Nếu mình muốn mua thì mình lấy key từ cái tài khoản gắn vô nha. Nó có tab by tab cũng dễ lắm. Rồi công cụ thứ hai cần cài vô, tải thuốc pin lên cho toàn file. Nãy tôi gửi xuống cho bạn là công cụ WP Rocket để mình tạo cái bộ nhớ két cho website, cho website lock nhanh hơn. WP Rocket đây, mình cài vô, mình cài đặt. Sau này nếu có bản mới thì tôi sẽ up lên cái bản WP Rocket mới nhất, thì bạn lấy cái bản mới về bạn cài. Sorry, tôi sẽ cài vô cái bản bên này chứ, cái bản trên online để nó test mới dễ. Sorry, tôi cài mới lại. Nên tôi cài lộn bản localhost à. Tải nó lên. Rocket. Cài.
Kết quả. Thế thì kết quả xong để đó là từ đấy đúng không? Không. Phải cấu hình nó mới được chứ, kết quả xong phải cấu hình nó mới chạy chứ. Đó. Rồi cài xong rồi mình sẽ thấy cái công cụ WP Docket trên này ha. Và setting đó. Rồi setting nó thì mình bộ jacket nè. Mình bấm bộ jacket này ha, đây là jacket. Đó. Jacket ở đây thì mình sẽ enable ha, jacket on mobile ha. Enable ha, enable mấy jacket hết luôn. Save lại. Đó. Cái này nó đang test server của mình Rocket nè. Allow nó luôn đi. Nó báo cho mình allow luôn. Đó. Rồi tiếp theo là phần optimize CSS nè. Thì đây optimize nó thì mình sẽ bấm qua optimize ha, cái này cái chỗ này xong rồi mà bấm đi, đóng rồi cho nó gọn lại đi, cái chỗ này cho nó dễ làm. Rồi optimize minimize CSS luôn ha, chết vô đó, active combine active rồi optimize remove cái CSS không dùng tạm thời để đi, còn không cần combine hết luôn. Bài luôn. Rồi. Ở chỗ này không cần set nha, chỗ này không cần set lot, rất là không set. Delay bỏ luôn, không cần delay. Rồi, delay nó sẽ delay lại nó không hay. Rồi lưu lại. Cấu hình mỗi lần mình sẽ mới lưu lên. Rồi luôn rồi. Được rồi xong rồi mình qua tiếp phần media nè. Media enable máy media nghĩa là load cho nó. Nghĩa là cho nó load theo một dạng màn hình. Nghĩa là mà hình lên ngay nhìn ở chỗ nào sẽ load chỗ đó, chỗ dưới khỏi màn hình nó không load để cho nó nhẹ. Luôn. Disable embed progress nè, enable cái này không cần, cái này mình web, cái này là cái dạng hình mình đu web, đu mới nhưng mà mình không có xài nên mình không cần, mình chưa xài tới phần đó. Rồi tiếp theo phần thứ hai mình cần cấu hình thứ hai đó là phần database nè. Database mình xóa bớt những cái nào mà không nó không cần thiết nè, mình nó sẽ lia những cái database mà không cần thiết mình chọn hết on nè, 169 cái transition không cần thiết nè. Optimize database luôn. Đó rồi. Đó, auto lia up luôn, mỗi ngày luôn, sao. Mình cho nó nhẹ luôn cái database của mình.
Rồi tiếp theo, tab tiếp theo là mình CDN mình không còn xài CDN. Rồi Hitbit này thì mình để control Hitbit đó. Đó, rồi mình save. Đây là bảng mặc định ha, Hitbit này đây mặc định. Rồi. Rồi tiếp theo là add-on này không cần thiết. Image Optimize thì đây mình đã xài công cụ là Short Pixel rồi, cho nên công cụ Image của thằng này giới thiệu cho mình cài thêm vô để nén ảnh á, thì mình không còn, mình cài kia rồi nên cái này không còn. Nghĩa là sau khi mình có mình xong rồi, mình mới thử cái website nè. Mình mở cái tab ấn danh vô. Xong không, mình mở tab ấn danh. Rồi mình new cái tab ấn danh, mình thử coi nó, mình cảm nghiệm coi nhanh không. Đó ha, nó vô là cái rọt liền chứ nó không có load nhiều đó. Để test nó thì mình test bằng công cụ là Baybit Insight này để mình test. Baybit Insight này mình test. Đó. Test đây thì Google sẽ phân tích cho mình là hiệu suất của website của mình như thế nào, cần cải thiện cái gì. Về tốc độ của website, về điểm đo nha. Thông thường thì nó sẽ test cho mình, ví dụ như là từ nếu là nó phải xanh lên hết mới đúng. Trên này trên thiết bị điện thoại di động là 57 nè. Xanh là được nha. Còn trên máy tính nè. Trên máy tính là bao nhiêu? Trên máy tính là 71 nè. Đó, thì cái này có thể là do mấy những hình này nó chưa kịp nén, tại mình mới đào về mà. Mình nén hình nữa là điểm mình có thể 100. Hình ảnh phân phối nè, nói nè. Tất cả mọi thứ ở đây nói hình ảnh phân phối quá lớn nè, phải không? Nè, hình ảnh phân phối đó. Bấm nó bị lỗi thôi. Hình ảnh phân phối nó quá lớn. Nãy thì mình test mình thấy hình ảnh phân phối nó quá lớn. Ở cái hình ảnh của mình đó, cái dung lượng nó vượt mức. Cho nên mình phải nén lại, mình phải sử dụng công cụ Short Pixel mình nén lại. Hoặc mình sử dụng một số công cụ nén ảnh khác. Ngoài sử dụng công cụ Short Pixel, thì nếu công cụ Short Pixel mình xài nó không tốt thì mình xài công cụ khác. Giới thiệu một công cụ nén ảnh khác cho mình ha. Công cụ là Case Room. Công cụ này là nén ở dưới ra, dưới máy tính up lên. Case Room này, công cụ này nhớ hình trước khi mình xử lý mình dùng công cụ này, mình nén nó lại, nghĩa là ảnh mình up trước khi up lên website là mình dùng công cụ là này, để nén lại, tôi lên mạng, tôi search công cụ này, tôi gửi xuống cho các bạn công cụ này, mình nén ảnh rất hay. Nếu mà mình không xài Short Pixel, mà nén những cái ảnh đã up rồi trên website. Còn những ảnh nào mà chưa up lên thì nên nén trước up lên, đừng để mà tốn tiền nó nén gì nữa, mình download công cụ miễn phí. Nén rất là hiệu quả, nén không có bị mất cái chất lượng ảnh là công cụ này. Nha, công cụ này tải về máy tính là mình xài công cụ này nha. Đó. Công cụ này ha. Công cụ nè. Công cụ nén. Nén ảnh không mất chất lượng ảnh. Để đưa lên web nó nhẹ ha. Rồi công cụ cái này là WP Rocket nè. Rồi. WP Rocket để tạo kết website. Đó, hai công cụ này mình phải có để mình làm công cụ này ha. Đó. Thì tôi giới thiệu cho các bạn công cụ đó ha, để các bạn có thể làm nha. Đó. Ở đây nó báo cho mình là do những hình nè, mình nén hình lại là ok thôi, gì đâu. Đó. Rồi, ok, kết thúc cái video ở đây, cài công cụ WP Rocket và công cụ nén ảnh để mà tăng tốc website ha.